Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ và Scrub giới thiệu với các bạn cái này nhỉ. Cái gì? Sao mình cho cái chân nó màu xanh gì? Ok, thì bây giờ mình cho cái chân là màu nó cam cam này. Chân chỉ nó thành cái màu trắng trắng này nè. Cái nó đẹp à. Ok, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chơi. Cái gì vậy? Đây là cái màu này coi. Ok, nó rớt màu rồi đó. Một chiếc trắng chứ chưa giờ nó đen. Em, bây giờ mình sẽ cho cái mùi dây nó đậm hơn. Cái gì đây là ra ngoài nha. Anh rất thích màu xanh. Anh yêu màu xanh. Màu xanh là cái màu mà màu chính của mình đấy. Con robot màu xanh. Không, không, ý mình không bảo là con mình không thích con robot ở đâu. Cái đậm một chút. Bộ tóc ngắn giống mình là nó cũng được. Dạ, lấy cái này tô màu. Không phải. À đúng rồi đó. Mình cho nó dài hơn một chút chứ tóc mình tự nhiên nó ngắn quá. Cái thích nó bé hơn một chút. Không, 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 không. Bây giờ các bạn chỉ cần vào Google cốc cốc và đánh chữ Scrap liền. Đây này, scrap.me.edu. Đừng có vn vào đấy nha. Bây giờ mình không không phải tăng nét đậm hơn cái này này. Ừ đúng đúng rồi, thì chúng ta chỉ cần vẽ và nó lại là được. Khó gì là cứ không rất là đa. Ờ, nhưng cái này nó hơi nhẹ rồi vậy. Đã một chút. Ê, toàn không, mình cho nó luôn cái muộn rồi màu xanh. Nó rất là hồng mình đó nha. Ừ, nó cứ ngược thôi. Mình cái nó mình nó ngược vào trong một chút còn không sao. Rồi sang bên kia.
Nó có một cái đoạn hướng hướng dẫn nữa, đúng không? Đây này. Đến vậy. Cái mái tóc rồi. Không, mình không phải mái tóc này. Nó đang à? Nhìn nó cứ hơi cân, không cân bằng. À đây đây. Thì mình đỡ mèo. Nó hỏi chỗ nhiều hả? Nó chạy ở chỗ nhiều vậy. Giờ mình chỉ cần tô thôi. Cái tóc nó hơi kỳ lạ nhỉ. À, thôi, em cười. Mình, tự nhiên mình cười em với tao. Mình bồ cười. Sao mình bồ cười vậy? Thế gì đi? Đôi mắt long lăng không biết nhìn đi đâu luôn á. Định phóng to của bé này. Mái tóc cũng đi. Quên mất là chỗ này nó có cái. Đây. Không. Đây, này này. Không nhìn thấy luôn. Trời ơi. Cái gì? Mày quá. Đi quá. Quay luôn cái quần áo. Xanh lè luôn. Đó xanh lè luôn.
Bây giờ là ok. Bây giờ mình sẽ quay tiếng Anh đi, cái quay. Tiếng Anh đâu? Tiếng Anh đâu? Chán ờ ờ vừa cấp cấp vừa cấp cấp nhớ ấy cái này đúng không? Người đang tìm tiếng Anh chính cứ Đến xem. eo Trên, ta trên, trên, trên dưới. Trên. English. Trên điện nữa. Dưới. chúng ta đang dùng một chân đây Dưới. nhầm Dưới. đây rồi, trời cuối cùng mình cũng tìm được cái con lít hiểu sao luôn. With Scratch, you can make Bà này bà nói your own stories. lúc đấy mình dùng người thân của mình và thì không biết tiếng Anh ạ. Mình vào bà hướng dẫn thì cái coi đi ai đi là cái tiếp theo đi. Cái gì con ghê gì đây, con này là chuyển cái gì đây, lại không phải cái này. Cái này này nhân ít này. Bên dưới thì đây. Ơi trừ 10, quên mất cái này nó trừ 10. Nó trừ đây này. Nhầm, lúc nãy nhầm. Okay, cho con chữ. Cuối cùng bây giờ mình cũng làm được rồi các bạn ơi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đóng cửa sổ. Xin ạ. Để có cái
lên xuống, lên xuống, đầu tiên lên xuống mạng. Ok. Không, tôi không phải. Phá cái đống lộn xộn này đi. Xóa thằng lộn xộn này đi. Lấy thằng này. Cái Archibald. Ok. Vì chưa mời rồi. Bây giờ giờ cái này giờ thằng này tiếp và cho là di chuyển thằng này ra chỗ này cái quay mình, ủa như di chuyển đến đây sao, để đây để cái chỗ chỗ mà nhân vật này đây chọn đơn đơn gì đó ai chứ. Ồ đúng rồi, ok và đây lại ghi trừ 10 ở đây nữa à. Khi ghi trừ 10 nha chứ không cộng 10 đâu. Thì mình xóa cửa mặt sổ này đi, mình sẽ mình quên mất cái này phải là con bạch tuộc. Cái này con này bạch tuộc, con bạch tuộc cơ. Giờ mình phải xóa cô bé nhân vật này đi nè. Giờ mình xóa nhân vật bạch tuộc. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái con chuột đâu? Con chuột đâu? Trời ơi. Vào đây. Cái động vật. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái con là con bạch tuộc đây, Azabuck này. Azabuck này có rất nhiều con này này. Con này uống trà. Con bạch tuộc biển. Nhưng mà mình chọn cái này cơ. Giờ đây là cái thằng lưng súng. Đây mẹ áp chụp vật đây bãi biển đâu.
Đây còn người ta đi. Cho mình hình này. Cái tiếp theo mình chọn con nhân vật. Đó là một chú bạch tuộc. Ok. Bây giờ chú bạch tuộc của ta nó đang ở đây. Kéo nó ra đây. Mình để nó ra đây, nó mình đèn xuống được chứ. Để lau rửa. Trời ơi. Cái thằng này nó có dạy mình nhá. Mình không biết. Tiếp theo. Ok. Để đi. Kéo vào đây đây. Chúng ta dừng để nguyên chú bạch tuộc ở đây nè. Ok, và chúng ta sẽ làm gì? Ok, vào và tìm một cái ngôi sao đó. Họ tìm được thì mình cũng phải tìm được cái ngôi sao. À, cái ngôi sao đâu ta? Các bạn có thấy cái ngôi sao không? À đây, cái ngôi sao đây. Start. Họ chiều nè. Thấy cái ngôi sao. Ok. Tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi ngôi sao. Ok. Đây nè. Đến đây. Không bằng kết ra gì đây nè. Một cam đậm này. Tiếp theo. À bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái con bạch tuộc này. Không phải nhấn là kéo nó ra lên mới được. Xong bắt đầu chúng ta cho cái tẹp này gì đi nữa.
để đây. Đây này. Đây. Tương tự cho cái con kê nữa. Đây, đúc vào đây này. Cứ đẹp này. Tôi trình. Ok, bây giờ mình bỏ ở đây. Không, bỏ ở đây nha. Thì cái con này mình cho là start. Play tuôn cái này trên máy tính nó sẽ to màn hình hơn, nhưng mà nếu mà các bạn mà để trên điện thoại nó sẽ bé bé hơn nha. Cái này nó cứ nhiều chứ. Ok. Ủa đâu rồi? Ủa? Gì vậy? Nó cứ hơi là nằm mình bực á nha. Cái này nó ở đâu? Mình nói cho mình cái quay. Hay mình đổi tên con này nó có cái đó hả? Con này tên nè. Nè. Cái gì vậy? Quờ nè, quờ nó không phải chữ u nữa. Hình e đi. À ok. A N Đó. Không, không có. Bé tiếng, bé tiếng, bé tiếng, bé tiếng. Wow. Thêm một con cái cái này nữa.
rồi. Cái chiếc này nó bé lắm. Cái kia của mình xem nào. Xuống rồi nhé. Mình xóa thằng này đi cơ. Không, bây giờ mình sẽ không mình hỏi cái này. Cái này nữa. Ok. Làm mới lại. Ok. Bây giờ this game đi. Bé mèo này. Cái tên lửa đi, các bạn tìm cái tên lửa nha. Mình đã không thấy cái tên lửa đâu nè. Ở đây. Con mèo này cút đi. Cút đi, cút đi con mèo. Còn mỗi cái tên lửa. Đi nhìn nó ẻo ẻo mắt lắm. Ok, when sun up là lên.
Cậu mời các bạn nghe bóp 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 anh nhẹ anh nhẹ. Trò tiếng Việt luôn, khép chén. Ủa? Trước rồi mình thấy cá ngon à. Con cá. Đây là cá chậm đó nhìn. Sao ở dưới nhiều quá đây? Không có cái thì đi chậm lắm. Thế giới tuyệt vời của nước. Sao không bắt được? À, tao muốn ăn. Lại. À, đồ ăn. Đồ ăn nó ở dưới đây nè. Okay. Ai nè cái topping topping cái gì mà làm mấy con mèo vậy?
Lúc qua game âm thanh nó là mình sợ lắm, sợ lắm. Cái chia. Bạn này có hình sharing không? Sao chơi? Để con người khác. Mình đang chơi mấy cái này. Coi lại gì. Mình thấy cái con này nó có té. Hôm nay sẽ là một video tăng grab nhưng siêu dài luôn. Cắm trại. Em cắm trại. Sao có nhiều game kém chị? Chơi game này. Có nhiều người làm game cắm trại vậy. Sao? Nhấn vào khiển cách để nhảy và thế là xong. Lửa chạy chơi vất vả nên nó tập trung. Ây da. Trời ơi. Mình sẽ tạo ra nha. Bây giờ nó kia được tạo ra chứ không phải là khởi tạo nữa. With Scratch, you can make your own stories, games, and animations. Let's start by grabbing a move block. We can click the block to run it. Mọi thứ mà bạn muốn làm cho nó bay. Với Craft
With Scratch, you can make a character fly. It could be anyone flying. Anywhere. Chúng ta sẽ tạo một cái hình nền màu xanh để làm cho bầu trời giống bầu trời. Rồi mình lấy cái nèo mình tẹo làm bầu trời đây ta. Ha, không chín cái gì đâu nghe chị. Chọn nền bầu trời. Blue trời xa à, trời xa cái gì xa dữ gì bay keo lắm hả cái trời. Trong nhà chị trong nhà có nhiều cái lắm anh nhưng không gian để nó văn hóa là gì. Ok, chọn một nhân vật. Bây giờ mình xóa cái thằng này đi. Chờ hát. Ghi là người. Người tiếng Anh là gì ai biết. Không biết luôn á chị. Ok, đây là lần hai mà mình không quay nó. Mình quay. Bắt lấy. Ủa dạch nhầm. Người gì vậy? Nhà mình đang bật chế độ tiếng Anh. Gì vậy? People. Người. People. Đi đây là bà. Bà. Bà né nè. Em không có mọi người nhìn đi mọi người đi mình không thấy cái con kia đâu ta. Tưởng tượng thì trang đồ ăn thì nhẹt nhảy lại vật giờ mình chả con mèo nó đang bay trang phục cho nó cái hình này nhầm tiếp theo rồi mình phải bật tiếng Anh luôn. Rồi tiếng Anh luôn. Tiếng ba năng năng. Tiếng Anh là English.
không biết. Ủa, sao bây giờ nó mới hiện cái kia? Sai. Giờ mình xóa câu này đi, mình ghi là bay lên trời cao, bay lên nào. Thôi cứ ghi theo người ta. Tìm thời gian tổ. Tìm là thời gian mà. Tự dừng bay em. Shit, mà nãy cái này nữa. Mùi đèn nghe tiếng bị cái quay à, được rồi đó. Hư hư lúc nào đang bật tiếng Anh thì cho luôn con tiếng bật cả. Hiểu. Cái hình ngủ mình là tìm cái hình sách tiêu tình thương rất bé.
của đồng. Trường x vi 250 ok. Bây giờ là được hướng này. Làm nhớ cái gì mình rubber. Đấy. Rubber này nè. 32 này. 32. Chờ 1 năm. Ok. Không cho nó xuống. Ở đây mình sẽ cứ chào cái như này. Để con này để mình ở đây. Là sờ o sờ cờ o rồi em sờ cờ o sờ cờ o rồi em sờ cờ o theo. Bây giờ chúng ta cho nó một mã. Trời ơi, xong cúp lên cái này chưa vậy? À, thì mà mình quay clip cho bạn xem. Nó đâu vậy? Sao nó mất tiêu rồi? Hay quá ha. Nó hay quá. Mình to luôn con mắt nên mình không nhìn được cái gì. Chờ. Nó không có cái này. Nếu mình lên ra cái chân cái kia nó mình có. Nó ở đây mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy nên mình khờ quá. Mình thấy mình khờ quá. Mình quá khờ luôn á. You please stand. Trời ơi. Vậy là mình hơi ảo tưởng đó. Mình chỗ này lẹ. Chỗ này cơ mà. Sức khỏe ấy nhầm mà. Đây mới là thằng này nè. Ở cái xe buýt hả, bên cạnh cái xe đó. Những đá Sáu mươi rapper 10 này ghi là rapper 100. Không, thêm số 0 vào đây nữa thôi. Chơi lột cái gì đó còn bị. Ngân
chiều năm đây là chiều năm nó lập trình hoài thì cái này nó hướng dẫn ha ha ha. Ok, tiếp theo rồi để cái này chơi không. Thứ hai cái tên để đúng không, không phải ở đây, không phải là quăng ở đây, đúng rồi, không phải được gì. Ok, bây giờ mình sẽ ghi là xin cái này. Giờ đây, ok. Từ lúc đấy nhé. Giờ lại là -118 rồi. Vẫn vui là 250. Không có cái này nha, không phải cái đấy. Là đây. Chúng ta lại dành lại đây nha. Lớp 100 chỉ cần ghi một số 0 ở đây nữa thôi. Để ta cái trừ năm nè, ok vậy là hết. Sẵn cho cái hình thức tìm được điểm hiểu luôn á, thêm một nhân vật nữa. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này nha. Ok, bây giờ là nha, cái này đúng không, chúng ta sẽ kéo sắp xếp nó vào đây. Ok. Để chúng ta đó, siêu chuẩn mang lông, mình rất là thông minh. Nhưng mà các bạn chỉ cần làm như thế thôi nha. Cái trái tim này mình sẽ gạch đi. Vì vậy nó không có cái gì. Mì hai, mì đá. Đây bây giờ đã mấy đá này sẽ được cái thằng này. Bây giờ mình sẽ xóa cái thằng này đi bằng cách mình sẽ kéo đi.
Sao thằng này nó đi chậm vậy? Ok, giờ chúng ta xong rồi. Bây giờ mình đang bay nè các bạn ơi, các bạn có bố mình bay rất là dở lên đó, mình là màu màu con mèo con được chị cái chị gì đó chị tạo ra đi, không biết cái chị gì chị tạo ra mà. Nhưng mà thôi kệ mình đi. À chị Khánh, chị là Tôn Nhây á. Không, nhưng mà mặc dù có lần chia tô luôn cả cái đầu mình màu đen màu xanh, chứ màu xanh kiểu gì, cái tô luôn cái đầu mình màu xanh mà không hiểu. Mình đâu có mèo màu xanh của chị do khó chị tao nhìn nhầm. Càng rồi xanh lại á. Có mèo không? Nó bị mình tốt xanh lại lại luôn. Nó có mèo ngơ. Mà nó không kêu gì hết trơn. Nó ngoan. Mà nó ngơ. Bây giờ mình sẽ lên trên chút được nữa. Không. Ok. Bây giờ là mặc xong mình sẽ tặng cái kia. Đeo cái mơ khó. Sao mà hồi hướng vậy các bạn, mình cầm lên luôn. Thấy cái phòng ngủ này thương quá. Secretario. Bây giờ mình sẽ tạo các nhân vật trưởng trưởng này. Nhưng mà đây, anh thế này, anh thế này.
người tiếng Anh cũng sẽ không hiểu người tiếng Việt nói gì. Đang nhớ nè, người tiếng Anh người ta phải nói tiếng Việt à. Xin để TV, TV nó không có dấu. Phòng, phòng, phòng ngủ người ta gọi là phòng ngủ. Không cần ngủ hả? Không, không, đừng, đừng, đừng. Tưởng tượng người ta tương tương. Đây, đây em này, em nữa. Em tưởng tượng nữa. Go go. Go go xuồng luôn. People. Pico nhầm. Pico. Mà nó thích Pico luôn á. Đáng khúc chết. À, đây là Nano. Tetra. Cái station kia còn ai nữa không? Xin được em. Có một nọ nít trên em này. Sẽ để lên đây cho mấy bạn mẹ. Che cái ghế này đi. Nano làm cho mình một cái một như thế này bánh mì nha. Ok. Không không, mình thích cái việc mặc em hơn. Nhìn gì mà xem nè, đồ ăn. Cái bánh mì dầm. Ok, bây giờ sẽ cho là bánh mì. À, món này à cũng thích. Bánh mì mặc ong. Các bạn có thích ăn bánh mì mặc ong không? Này mặc áo mới nhìn. Chị con anh nó biết nhà mấy mì mẹ em thôi. Cái gì bạn ấy không đổ ra ngoài. Còn tụi mình tạm đổ. Cái này là Pico nè. Đây nha. Pico nhá, đàn đổ thôi, ai cũng đổ chị cũng có mũi nano. Ok. Thêm mấy cái này nữa. Không. Mình sẽ nhờ cái này.
Mình cũng muốn luôn á. Ai cũng đã cầm mở miếng đáng mì. Cái thằng màu xanh này mình sẽ ăn trước nha. Cái thằng màu xanh này sẽ cho ăn trước. Đồ ăn này. Nó sẽ có bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4, 5. 5 người. Quen quá. Đây là Giga. Hôm Giga mình sẽ đọc là Mami. Không không không. Lily Lila Lily thôi. Lily. Chắc các bạn không hiểu từ Lily luôn. Sao chữ y như chữ L này. Ly. Mình không chữ ly ly. Đặt ly la. La la. Có 1, 2, 3, 4, 5. Thằng này. Có thằng này. Bây giờ là thằng này sẽ cầm một miếng. Bốn người chưa có này. Bây giờ bốn người nữa. Chắc hết nọ, chắc hết cái nọ kia quá. Ủa, bạn này sẽ để trên bạn. Bây giờ vì mặt ông vàng ống làm tôi lên tưởng này. Ui, tôi muốn ăn lắm. Mình cũng muốn ăn nữa. Vì mình thích ăn nướng này. Chạy xuống này nhìn nó ngon. Chạy xuống. Chạy từ từ. Từ từ. Video là siêu dài. Các bạn xem hết đi. Xem đến buổi chiều luôn. Có chơi đến buổi chiều. Thôi thì ok thì mình sẽ ra làm gì ta. Xin ăn. Đi theo từng cái ô này. Trên TV đây cũng được. Mà TV nó phải có bệnh này. Có TV đại. Mấy lại TV phải có cái bạn nào. Phải có Google cơ. Mấy được.
cái này nữa. Mình cứ vậy ấy liên tục liên tục liên tục. Bạn này cho mình rất nhiều mật ong, rất sức mật ong mà sao mình hết luôn cái nọ mất đấy. Ok, lúc đúng màu. Mẹ sủ. Ba cái, ở thế à, mấy con kia mình. Con gago này mình. Mồm của nó. Bạn có muốn ăn không? Có chút xíu. Mấy cái túi xong đè lên vậy ông nội. Da gô mình sẽ đổi nó thành màu xanh thì sẽ đổi nó thành cái màu. Cái này nữa. Con này nữa. Cái tấm một tấm. Tấm nhạc. Bây giờ cho nó một điểm hơn.
Con này nó tím lợn lặt luôn. Cái mồm bên trong của nó chả có cái gì. Má hồng nữa. Giờ tẩy đi. Mình tẩy nó không có chịu như cái này. Tẩy nó bốn mươi sao nó khó à, đúng không? Siêu cô trẻ, cô trẻ trẻ. Con này của mình sao má nó phồng quá, lý do là mình chọn nó là má nó phồng 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 lên à. Xanh này Con này và cái con này không, ý là con này nó cao quá nó không dễ thương nên là quyết định cho nó lùng hơn, lùng hơn nó sẽ dễ thương hơn, tay nó dài quá.
Đầu nó to hơn nữa. Cái te luôn, cái đầu nó to quen. Cái gì? Chết ở đây kìa. Má hồng siêu cu té nhung này. Má hồng siêu cu té luôn. Không, còn mấy cái hai con này nó sẽ ăn được ha. À không, nhầm, đồ ăn của hai cái con này ấy, đây là đồ ăn của mấy con này. Con này nó bé hơn to á. Cho cái nhìn cho chỉnh thêm cái này. Ờ được rồi đấy, nó bằng tay mấy cái con này đấy. Nhưng mà mỗi tội là Năm mươi. Sao cho 14? 14 mấy xíu à? Em ta nó mấy bàn tay mấy con này. Cái con này nè thì màu vàng đúng rồi, nhưng mà cho con này màu hồng. Con này con cái. Cái hồng nano này. Vào cái phát hiện nha, màu hồng nữa. Tay nó bé quá. Cho nó cao một chút.
không lạnh. Sao mà cái màu hồng này nó nhạt dữ vậy? Cái màu này nó đậm hơn. Lá hồng lè luôn ấy. Không hiểu luôn á. Sao phụ sư con này. Trời, con này nó cứ nhắm mắt thôi nhỉ. Cứ nhắm mắt thì tỉnh tức thôi. Yago bò, Yago xe và Yago đê. Yago an. Bây giờ con này là một stand up cây. Sau cái chân nó hơi lạnh. Cái chân nó hơi lạnh. Sao nhìn giống cái Jago giống em của không la la giống em của Nano. Tí mình đọc tên cho nó. Khó đọc quá. À đây là em của Nano này. Mà cứ tên làm nhạc đi. Nhầm tôi nhầm. Mình cứ tôi nhầm thôi. Mình sợ mai sau mình nhầm lẫn người bạn của mình thành người hàng xóm mình. Cào căng này. Cái mồm của nó mình cứ cho nó cào lên cho nó dễ thương. Ừ thì sao cái mắt lên mắt ra đây nè. Đâu biết đâu. Cho mắt ra đây. Mắt này. Mắt lé. Mắt lé.
chân, nó có ba chân. Trừ bớt cái chân này, nó mới cử chỉ. Cái này được hả? Sao nó cứ thế vậy? Nằm nó con này thì mình sẽ kết thúc video nha. Không phải là làm nốt con này rồi mình hết video đâu, còn nó cần không phải là hết, còn bữa ăn của mấy con này nữa nè. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái nhân vật, một cái thảm này, banner này. Xong bắt đầu mình vào trang phục, mình xóa được cái banner này. Không còn gì. Bền lên liền. Bây giờ nó biến thành cái thảm này. Thế biến thành cái thảm màu đỏ. Cái thảm gì mà nó không ra cái thảm luôn á, cái gì
nó diễn nằm rõ rồi. Ok. Xem cái này đi. Cái thảm này để mâm cơm. Bánh thì bé này. Hai tim tim. Ok, nó to hơn rồi. Nó đủ điều kiện để biến thành mâm cơm rồi đây. Từ đây là cái mâm cơm ảo nhất ở trên thế giới. Đáng nhẽ là người ta dùng thảm đỏ để làm cái vải cho những người nổi tiếng mà anh nói được cái. Đồ ác kiểu trái tim đi sẽ cây đĩa gì mà to dữ gì. Cái đĩa này sẽ là 60 yên tâm. Okay, cái đĩa này để đây. Okay, thêm miêu sữa nữa. Sữa cho 50. Trời, đồ ăn siêu ngon luôn. Đồ ăn ngon hả? Quả dưa hấu. Đồ ăn bổ hả? Là quá như siêu to sẽ để lên bàn, không nó sẽ chặt mâm cơm, cái cả cái này nữa. À đĩa đồ ăn. Cái này đồ ăn cắt sẵn nha. Cắt sẵn luôn. Cái này bánh bánh vòng. Cái đây là cái bánh 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 đĩa. Không, mình không biết nha. Cái bánh nó sẽ để đây tí ai ăn ăn. Rồi ăn cái bánh vẹo. Bánh vần gì mà to dữ.
em xếp được thì ấn nhầm luôn mà cái kia. Cái đồ ăn mà mình hạ xuống đây. Sữa. Túi bờ ná nè. Quả táo. Cupcake, cái bánh sinh nhật luôn, nhưng mà thì họ sinh nhật nên chỉ chân phụ đó nó mới đúng. Không rồi, nghe mình khó mình thấy. Cái bánh này còn có cái hình tâm nữa. Ok thì bye bye các bạn. Bye bye.